Emma Watson, Rupert Grint và Daniel Radcliffe có cuộc hội ngộ sau 20 năm Harry Potter lên sóng. Sự kiện hoành tráng mở đầu năm 2022 được đông đảo khán giả đón chờ chính là màn hội ngộ với dàn sao Harry Potter sau 20 năm tập phim đầu tiên của series lên sóng. Ba nhân vật hot nhất của bộ phim là Emma Watson, Rupert Grint và Daniel Radcliffe cùng ngồi với nhau ôm lại mọi kỷ niệm đẹp về siêu phẩm hoành tráng. Chính vì vậy, dân tình đều vô cùng háo hức được ngắm nhìn dàn sao đình đám này. Mới đây, hình ảnh đầu tiên của ba nhân vật trong buổi hội ngộ lịch sử đã được hé lộ. Trên mạng xã hội Twitter, người hâm mộ rần chia sẻ tấm hình hot hoành hoạch này. Nhân vật chiếm trọn spotlight không ai khác là nàng Hermione Emma Watson. Nữ diễn viên gây sốt với hình ảnh để tóc mái ngắn siêu lạ, nụ cười tươi tắn rạng rỡ cùng thần thái trưởng thành quyến rũ. Trong khi đó, hai cậu bạn Daniel và Rupert lại có sự thay đổi chóng mặt. Chàng Harry giờ đây nuôi râu rậm, gương mặt nhừ hơn rất nhiều so với tuổi 32. Trong khi đó, Ron Rupert Grint cũng đã lộ nếp nhăn tuổi tác với làn da nhăn và nọng cằm rõ rệt. Sau 20 năm, nhan sắc của dàn sao đình đám đều có sự thay đổi. Từ một cô bé dễ thương tinh nghịch, Emma trở thành mỹ nhân Hollywood với visual và khí chất ngút ngàn. Trong khi đó, từ một cậu bé đáng yêu, Harry Potter và Ron lại tụt dốc nhan sắc đến khó lòng nhận ra. Nhìn những hình ảnh này, khán giả của Harry Potter không khỏi bồi hồi. Có không ít người vỡ òa cảm thán: à, tuổi thơ của chúng ta đều lớn khôn cả rồi, họ đều trưởng thành hết rồi, cảm giác như chúng ta lớn lên cùng nhau vậy. Một thương hiệu phim lớn như Harry Potter có thể thay đổi sự nghiệp của những diễn viên tham gia. Với nhiều người, việc được xuất hiện trong thế giới Harry Potter là một niềm vinh hạnh. Tuy nhiên, hóa ra không phải ai cũng thích đóng phim Harry Potter như khán giả vẫn thường nghĩ. Đã từng có 5 ngôi sao nổi trội của Harry Potter từng có ý định bỏ phim vì quá chán ghét việc phải tham gia thế giới phù thủy. Rupert Grint, Ron Weasley. Khác với các bạn diễn trong Harry Potter, anh chàng Rupert Grint không hề có tham vọng tiến xa hơn trong nghiệp diễn xuất. Tự nhận là một người hướng nội, Rupert Grint từng hé lộ rằng anh chàng đã cân nhắc việc ngừng đóng phim Harry Potter kể từ phần 4. Không chỉ việc đóng phim rất bận rộn, mà sự nổi tiếng cũng khiến Rupert Grint cảm thấy bị gò bó. Anh chàng từng chia sẻ rằng, ngay cả khi loạt phim Harry Potter kết thúc, anh vẫn rất khó chịu khi bị chụp ảnh ở ngoài đường và cũng không còn hứng thú với diễn xuất. Ngoài ra, Rupert Grint còn chia sẻ rằng việc tham gia vào loạt phim này đã khiến anh chàng ghét luôn Harry Potter. Margie Smith, giáo sư McGonagall. Margie Smith chính là nữ diễn viên gạo cội tài năng nhất nhì trong dàn cast của Harry Potter. Sự thể hiện của bà trong vai giáo sư McGonagall đã khiến bao thế hệ khán giả phải yêu mến. Dù được nhiều người khen ngợi, tuy nhiên nữ diễn viên Margie Smith lại không hề hài lòng với vai diễn của mình trong Harry Potter. Tôi rất biết ơn vai diễn trong Harry Potter và Downton Abbey, nhưng những vai đó không gây thỏa mãn. Tôi không cảm thấy như mình đang diễn xuất trong các bộ phim ấy. Điều mệt mỏi nhất là tôi phải đội mấy cái mũ ấy. Chúng là thứ nặng nhất trên đời. Tôi còn phải ngồi đợi trong xe suốt nhiều ngày liền để đợi đến lượt diễn. Điều đó không vui lắm đâu. Emma Watson, Hermione Granger. Khi đến thời điểm gia hạn hợp đồng, Emma Watson cũng đã cân nhắc chuyện từ bỏ Harry Potter và vai diễn Hermione huyền thoại. Theo nữ diễn viên, việc tham gia vào loạt phim này khiến cô cảm thấy như đang bị quản chế. Tôi bị quy định giờ rất rõ ràng khi đóng phim Potter. Tôi có giờ để dạy, có người bảo tôi phải ăn gì, khi nào thì được đi vệ sinh. Từng giây trong ngày của tôi đều không do tôi quyết định. Bên cạnh đó, Emma Watson còn đối diện với sự tiêu cực của ánh hào quang. Thậm chí, nữ diễn viên trẻ còn bị một kẻ lạ mặt lớn tuổi stalk ở ngoài đời. Emma Watson phải có cả vệ sĩ để đảm bảo an toàn. Cố diễn viên Alan Rickman là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của Harry Potter. Tuy nhiên, ông lại không hài lòng với nhân vật của mình. Alan Rickman từng muốn rời bỏ loạt phim Harry Potter ở những phần đầu tiên vì không thích nhân vật Snape và tác giả J.K. Rowling phải hé lộ trước cái kết của truyện cho ông. Sau này, khi những lá thư của riêng Alan Rickman được đấu giá, người ta mới biết ông đã nghĩ gì về 4 phần phim cuối của Harry Potter. Thông tin hé lộ rằng Alan Rickman nghĩ đạo diễn David Yates đã quá quan trọng vì thu hút khán giả tuổi teen đến mức không coi trọng nhân vật Snape. Một bức thư từ nhà sản xuất David Heyman gửi tới ông cũng viết: dù tôi biết có lúc ông rất nản chí, nhưng ông là một phần tối quan trọng của bộ phim. Daniel Radcliffe, Harry Potter. Trong dàn diễn viên của Harry Potter, anh chàng Daniel Radcliffe là người chịu đựng sự ảnh hưởng nhiều nhất, cả về hào quang lẫn sự mệt mỏi, áp lực diễn xuất. Không chỉ thấy nản chí vì diễn xuất đôi lúc không được như kỳ vọng, Daniel Radcliffe còn công khai bày tỏ sự không hài lòng với chính mình trong Harry Potter, điển hình là phần 6. Tôi chỉ rất tệ trong phần đấy, tôi ghét nó, tôi diễn xuất một màu và còn khá tự mãn, thành quả cũng chẳng đi đến đâu. Phần tôi diễn tốt nhất là phần 5 vì tôi còn thấy sự tiến bộ. Áp lực của việc trở thành ngôi sao toàn cầu cũng khiến Daniel Radcliffe chìm trong rượu chè, đôi lúc còn đến trường quay trong tình trạng say xỉn.